Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của khối không khí lạnh yếu và lệch đông nên trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và cả Lạng Sơn hay khu vực ven biển sẽ có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ vì thế sẽ giảm nhẹ còn từ 19 cho đến 22 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh bổ sung này, trời vẫn có nắng, nhiệt độ của Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay là Hòa Bình từ 23 đến 25 độ, cục bộ một số nơi nhiệt độ còn cao từ 26 đến 28 độ. Với miền Trung lúc này cũng không còn nơi nào có mưa, sương mù nhẹ vẫn còn xuất hiện ở vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Đến trưa và chiều nay, khu vực này trời cũng có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức từ 23 cho đến 26 độ. Đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng từ sớm và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Ở khu vực phía Nam, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng từ sớm và thời gian nắng kéo dài liên tục từ nay đến tận 17 giờ chiều, nên nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì ở mức cao. Đối với khu vực Tây Nguyên sẽ từ 28 cho đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 cho đến 33 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng sớm mai vẫn cần lưu ý tới hiện tượng sương mù nhẹ. Ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc tăng lên mức cấp 5. Khu vực Đông Bắc có lúc mạnh cấp 6 khiến cho biển động nhẹ. Với khu vực phía Nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.